Ngày 27 tháng 8, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 1689, Hòa ước Nechins được ký giữa Nga và Đế quốc Mãn Thanh. Năm 1776, trận đảo Long tại Brooklyn, New York, quân Anh do tướng William Howe chỉ huy đã đánh bại quân Mỹ của George Washington. Năm 1813, Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đánh bại liên quân Nga Áo Phổ trong trận Dresden. Năm 1828, quân Nga đánh bại quân Ottoman trong trận Akhanzik. Năm 1883, Krakatoa, ngọn núi lửa tại Indonesia phun trào làm 1.000 người chết. Ngoài ra, làn sóng tạo ra sau vụ nổ đã gây nên sóng thần cao 30 mét làm chết 36.000 người trên khắp thế giới. Vụ nổ cuối cùng cũng tạo nên âm thanh to nhất từng đo được là 180 dB/sPL. Năm 1896, chiến tranh Anh Zanzibar, cuộc chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử thế giới, chỉ diễn ra trong 45 phút từ 9 giờ tới 9 giờ 45 phút giữa Anh và Zanzibar. Năm 1916, Romania tuyên chiến với Đế quốc Áo Hung và chính thức tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất theo phe Entente. Năm 1921, Anh đưa con trai của Sharif Hussein bin Ali, lãnh đạo của khởi nghĩa Ả Rập năm 1916 chống lại Đế quốc Ottoman, làm vua Faisal I của Iraq. Năm 1928, Hiệp ước Bryan-Kellogg đã được ký kết mà theo đó, các quốc gia có trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn bằng con đường hòa giải, không dùng vũ lực. Cho đến cuối năm 1929, có 54 nước đã tham gia ký hiệp ước này. Năm 1943, quân Nhật di tản khỏi đảo New Georgia tại mặt trận Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1945, cách mạng tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền tại các tỉnh Lỵ, Rạch Giá, Quảng Ngãi. Chính phủ lâm thời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập. Tiền thân của nó là Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, nay thêm một số nhân sĩ tham gia. Năm 1946, Bưu chính Việt Nam phát hành chiếc tem thư đầu tiên mang hình Hồ Chí Minh. Năm 1962, bắt đầu cho thực hiện Mariner 2, chuyến thám hiểm không gian không người lái đến sao Kim do NASA tiến hành. Năm 1979, lực lượng IRA đã dùng bom giết chết đô đốc người Anh Louis Mountbatten tại Sligo, Cộng hòa Ireland. Một quả bom khác gần Warren Point, Bắc Ireland đã giết 18 lính Anh. Năm 1991, Cộng đồng châu Âu EC công nhận độc lập của ba quốc gia vùng Baltic, Estonia, Latvia và Litva. Năm 1991, Moldova tuyên bố độc lập từ Liên Xô. Năm 2000, tháp Otankino cao 504m tại Moskva xảy ra hỏa hoạn làm 3 người chết. Năm 2003, sao hỏa tiến đến khoảng cách gần trái đất nhất trong 60.000 năm, 34.646.418 dặm hay 55.758.005 km.